Lại là câu chuyện bạn là Quibu. Bạn là người chơi game hờ nào đấy rất là lâu năm. Bạn tự gán ghép waifu của mình là nhân vật giới tính thứ ba. Nhưng rồi một ngày nọ, cô ta đi thích một anh chàng khác. Thế là bạn ghen. Các bạn nghe câu chuyện này có quen không? Thôi thì để biết được đấy là ai thì tôi là Hứa Dân Minh, phóng viên trực thuộc đài truyền hình Game Gần Hay. Và đây là Fox News 125. Trước khi vào bản tin đầu tiên, hãy để tôi nói về nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Rihonchi là phần mềm cung cấp bản quyền của người Việt dành cho người Việt, với hàng nghìn tựa game bản quyền từ nhiều nền tảng khác nhau. Steam có, Battle.net có, Uplay có, Origin có, Epic có luôn. Rihonchi sẽ giúp bạn trải nghiệm từ những tựa game cũ cho tới những bom tấn mới nhất vừa được ra mắt, với ưu điểm có thể mua chúng với giá rẻ hơn nền tảng khác, thuê game để chơi trong một thời gian nhất định, hoặc là đăng ký theo gói thành viên để được hưởng ưu đãi đặc biệt. Nói chung là rất kinh tế, phù hợp với những anh em với khả năng tài chính eo hẹp. Tôi chơi game trên stream tối thứ bảy hàng tuần cũng toàn dùng Rihonchi cả các bạn ạ. Một điểm đặc biệt khác là ngoài game thì Rihonchi bao gồm cái dịch vụ xem phim trên Netflix, cho phép người dùng có nhiều lựa chọn giải trí khác nhau, với hàng loạt bom tấn sắp mắt như Armored Core 6, Starfield hay Lie of P. Còn chơi gì nữa mà chưa tham gia trải nghiệm ngay dịch vụ hấp dẫn này, theo đường link chúng tôi để phía dưới phần mô tả anh em nhé. Khi Sim Chúa đánh ghen với nhân vật chính. Nếu là fan cứng của miHoYo, công ty chuyên sống dựa trên nỗi đau và tiền đánh bạc từ game thủ, thì chắc chắn bạn đã từng nghe qua cái tên Honkai Mark 3. Trong trò chơi này, game thủ nhập vai vào một thuyền trưởng của con tàu Hyperion, hàng ngày được vây quanh bởi vô số Valkyrie xinh đẹp. Nhìn bên ngoài thì con game này chắc chỉ tập trung vào waifu và hai rem như bao tựa game gacha mông véo khác mà thôi. Nhưng trên thực tế, đây là một cái động bách hợp trá hình, nơi mi chó sẵn sàng khai tử bất kỳ cặp nam nữ bình thường nào xuất hiện trong game. Và có một điều đặc biệt nữa là trong câu chuyện chính của Honkai Mark 3 thì nhân vật thuyền trưởng, aka người chơi, không hề tồn tại. Nhưng để chiều lòng game thủ, Daway cùng đồng bọn đã nghĩ ra một ý tưởng khác. Qua những event rời rạc, họ tạo nên hẳn một tuyến truyện khác tách biệt với cốt truyện chính, được thuyền trưởng gọi là Captain Verse, nơi người chơi thực sự là nhân vật chính. Với mỗi event trong game, game thủ sẽ đi đến một bong bóng thế giới khác nhau, kiếm gái mang về tàu. Ông nào nghĩ ra ý tưởng này thì đúng là thiên tài đấy. Có thể nói, Captain Ver có một cốt truyện rất là hay và cực kỳ hắc não. Thậm chí với rất nhiều người chơi, nó còn vượt xa cả câu chuyện chính của game. Và các bạn biết gì không? Nàng waifu tiếp theo xuất hiện trên hành trình lần này chính là Luna Kindred, phiên bản Macaron của Teresa tại thế giới song song, hay còn được gọi với cái tên thân thương là Terricula. Trong quá khứ, người chơi đã từng có hẹn ước với nhân vật này. Và còn gì tuyệt vời hơn khi bức ảnh trong phiên bản mới tiết lộ rằng Terricula, Loli nhỏ nhắn ngày nào sẽ phát triển là một cô gái điện nước đầy đủ ba vòng chuẩn đét đẹp đẹp. Nhưng trong khi các thuyền trưởng đang vô cùng háo hức thì từ đâu lòi ra một hội nghiện bách hợp mạng tính trên Twitter. Chả hiểu căn cứ vào đâu mà những thành phần nguy hiểm này cho rằng Luna Kindred là Les lầu năm, và việc cô đang giăng dứa một nhân vật nam khác khiến những tuyết tạc này không thể chấp nhận được. Thế là hành động như bao con người 2023 khác, cái hội này liền thể hiện quan điểm của chính mình trên mạng bằng những lời lẽ thâm độc nhất mà họ có thể nghĩ ra. Đây là một ý kiến hết sức vớ vẩn, vì bất gái có trên 5 năm kinh nghiệm quét tàu để biết rằng Terricula có tình cảm với thuyền trưởng từ lâu lắm rồi, và cô ta đợi người chơi trong khoảng thời gian rất là dài. Trái lại, không hề có bất kỳ thông tin nào về việc Terricula là bách hợp. Dạy đi ông cháu ơi. Hiện nay thì hội bông tuyết này vẫn đang không ngừng gào khóc và quấy rối những người không đồng tình với họ. Tuy nhiên, có vẻ như là chưa đủ để những thuyền trưởng quay lưng lại waifu của mình anh em nhá. Thế nên là kệ họ đi. Genshin Impact gặp lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Và nếu bạn tưởng như đó là quá đủ với mi chó trong tuần này thì không. Lần này, hãy cùng tôi đến với một cái tên khác cũng đến từ HoYoVerse, Gacha Impact. Thay vì waifu thì vấn đề lần này nằm ở lỗi của game. Thật ra thì các công ty chủ yếu tập trung vào gái gú với cờ bạc này thì từ lâu lắm rồi. Cái việc phát sinh bất đấm vào mắt người hâm mộ cũng không phải chuyện hiếm cho lắm. Có điều là lần này có vẻ vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến hành trình cờ bạc của những gamer chân chính. Cụ thể thì trong một số thông tin ghi nhận lỗi này sẽ xảy ra khi người chơi chọn KV để vào chế độ co-op. Và lúc này, bao cách Weebu nào đấy mà mi chó cũng không giải thích nổi, thì mỗi khi nhân vật này kích chiêu E thì đồ vật, thậm chí là công trình xung quanh sẽ biến mất không một dấu vết. Từ tiên linh, rương báu đến những vật phẩm nhiệm vụ, KV sẽ xóa tan tất cả. Và nếu bạn nghĩ rằng thôi thì thoát ra làm lại cuộc đời, thì bạn hãy dẹp hết đi nghĩ đấy. Bởi vì tất cả những đồ vật bị KV xóa đi sẽ mất vĩnh viễn, cho dù bạn có thoát game vào lại bao nhiêu lần đi nữa. Thông tin trên đã khiến KV từ một nhân vật bình thường trở thành một kỹ sư phá hủy cầu đường hàng đầu Tây Vát. Đến ngày 28 tháng 8, MiuGo đăng dòng tweet thông báo việc này không phải lỗi, mà do một số kẻ gian đã sử dụng phần mềm thứ ba cố ý chỉnh sửa dữ liệu nhằm phá hoại trải nghiệm chơi game của nhà lữ hành khác. Để đảm bảo quyền lợi cho người chơi, họ đã khóa tài khoản sử dụng phần mềm gian lận này và cho biết đang truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những kẻ chế tác, sử dụng và phát tán phần mềm nói trên. Mặc dù mọi việc cơ bản đã được giải quyết, nhưng mà từ giờ cho đến khi có thông báo thì tốt nhất các bạn đừng có dại dột đồng ý cho bất kỳ người lạ mặt nào vào thế giới của mình anh em nhá. Kể cả thằng bạn thân, nhìn mặt nó đi, không tin được đâu.
Nike bị phản đối vì người máy. Level Infinite và Seahawks vừa tung ra một sự kiện hợp tác giữa Nier Automata và game gacha của mình là Nike, Goddess of Victory. Sự kiện này được gọi là Outer Automata và nó sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 27 tháng 9 năm 2023. Các nhân vật nữ android xinh xắn là Tubi và Echu sẽ xuất hiện trong trang phục mới mang tên là Metamorphic Damage. Các bạn có thể có được những nhân vật này trong Nike bằng cách hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trong sự kiện hoặc là thông qua việc gacha. Để tôi cho các bạn xem chi tiết hơn về trang phục mới của Tubi và Echu anh em nhé. Editor đâu? Cho anh xin 500 tiền hình. Dĩ nhiên với hai nhân vật như vậy thì fan Nike khá là phấn khích. Tuy nhiên, chưa sướng được bao lâu thì Seahawks cũng tiết lộ rằng nhân vật Robert Pascal sẽ góp mặt cho một đơn vị SR có thể đổi miễn phí. Cho bạn nào chưa biết thì Pascal là một người máy đến từ thế giới Nier Automata. Ông ta tự phát triển được ý thức như con người thông qua việc đọc sách triết học. Đúng, cái thứ ám ảnh bạn hàng ngày trên giảng đường đại học ấy. Tên của ông ta được đặt theo nhà triết học người Pháp Blaise Pascal. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy rằng về mặt hình dáng thì Pascal khác hoàn toàn với những android như là Chubby hay Echu. Cần nhớ rằng Goddess of Victory Nikki trước đó chỉ bao gồm toàn nhân vật nữ, bỏ vào game toàn là waifu. Thế nên bỏ vào game một con robot thì không khó đoán được khi nó nhận về hết phản hồi tức giận. Và các bạn biết gì không? Nhiều người còn nói rằng họ sẽ không lấy Pascal ngay cả khi nó được miễn phí. Chưa hết, game thủ đặt dấu chấm hỏi tại sao lại chọn nhân vật này khi mà trong game còn cả nù waifu khác như là Commander Y 60, 2 Ten. À không, biết tôi là 210 và Anemone. Tại sao mấy ông lại đi chọn một con robot bằng sắt chứ hay à? Mà dù mấy ông nhất định phải chọn nhân vật nam đi, trong Nier còn 9S mà, có cùng đường bi lỗi lắm đâu. Có thể xóa nhân vật này được không? Vì tôi không muốn cái thứ kỳ lạ này trong bộ sưu tập của mình á. Nếu đây là phần thưởng thì chắc tôi không nhận đâu. Tôi chơi game này để ngắm cái anime chứ đâu phải là vì mấy con robot đâu. Một số người rất thân thiện cho biết hack game, trộm game và cái kết. Theo báo cáo của BBC, hacker rò rỉ thông tin về tựa game rất được mong đợi từ Rockstar Games. GTA 6 hồi tháng 9 năm ngoái được cho đã sử dụng thiết bị Amazon Fire Stick ngay khi đang bị quản thúc sau một vụ hack khác. Cụ thể, hãng tin Anh này đưa tin rằng, theo tài liệu tòa án được nộp tại Vương quốc Anh, Adrian Curtis, 18 tuổi, bị bắt quả tang cảnh sát thành phố London kiểm tra khách sạn mà anh ta đang bị quản thúc. Thanh niên này vốn bị bắt vào tháng 3 năm ngoái vì tội hack vào hãng sản xuất chip NVIDIA. Tại khách sạn này, lực lượng chức năng phát hiện thiết bị phát truyền phương tiện kỹ thuật số kết nối với TV trong phòng khách sạn, cho phép cơ tay xâm nhập vào dịch vụ máy tính đám mây bằng một bàn phím, chuột và điện thoại thông minh. Setup này cho phép thanh niên đó vượt qua hàng rào của nhiều ông lớn như ngân hàng số toàn cầu, Revolut, dịch vụ xe Uber, tập đoàn công nghệ Microsoft và hãng phát hành trò chơi Rockstar Games. Cuộc tấn công vào Rockstar Games của cơ tay được mô tả là táo bạo nhất, không chỉ vì hành động ngông nghênh trong quá trình tấn công mà còn vì anh thực hiện nó trong khoảng thời gian đã được tạm giữ sau khi bị bắt vì cái tội liên quan tới hacking. Cơ ta thậm chí còn đăng bài trên kênh Slack của công ty này thông báo nhân viên Rockstar rằng anh ta không phải là nhân viên mà là kẻ tấn công. Cơ ta khẳng định đã tải xuống toàn bộ dữ liệu của GTA 6, tuyên bố sẽ công khai mã nguồn trước khi Rockstar Games liên hệ với anh ta qua ứng dụng tin nhắn Telegram. Hiện vẫn chưa rõ hãng phát hành đã liên hệ với cơ ta hay không, nhưng mà nhiều chi tiết về trò chơi từ nhân vật nữ chính đến bối cảnh Miami và City đã bị rò rỉ lên mạng. Là thành viên chính của nhóm hacker được biết đến với cái tên Lạp Xưởng, cơ tay không hoạt động đơn độc. Theo thông tin từ BBC, một thanh niên 17 tuổi không được tiết lộ tên cũng đã bị bắt vì liên quan đến những vụ hack, trong khi những thành viên khác của băng nhóm tội phạm mạng được cho là hoạt động ở cả Brazil và Vương quốc Anh có thể đang lẫn trốn. Khả năng cao thì Adrian Curtis sẽ phải chịu án phạt nặng vì đã vi phạm nhiều lần, thậm chí còn phạm tội khi đang hầu tòa trong lần hack trước đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tài hack như thanh niên 18 tuổi nói trên. Mới đây, nhiều bản sao của đĩa game Starfield bị đánh cắp từ một nhà kho tại Memphis, Tennessee. Theo báo cáo vụ việc từ Sở Cảnh sát Memphis, có tổng cộng 67 bản sao trò chơi này, trị giá ước tính khoảng $2,500 bị trộm mất. Thủ phạm là một thanh niên 29 tuổi, có tên là Darin Harris. Sau khi trộm được đĩa game, Harris tải lên mạng 45 phút gameplay vào ngày 22 tháng 8 và video này nhanh chóng trở nên phổ biến, một phần vì game nó hot, một phần vì gã này chơi gà như quỷ. Harris được cho là cả gan rao bán đĩa Starfield ăn cắp được trên nền tảng thương mại điện tử là Mercari. Dĩ nhiên đây là một bước đi cực kỳ thông minh bởi vì địa chỉ, tên tuổi của hắn bị cảnh sát nắm hết. Và rồi hai hôm sau, vào ngày 24 tháng 8 thì Harris được chuyển tạm trú vào tù. Còn cảnh sát thì thấy tại nhà hắn, ngoài đĩa game ăn trộm còn có ít cỏ và ba khẩu súng ngắn, trong đó có một khẩu được cho là bị ăn cắp. Và chàng Darin Harris này có thể đối mặt với mức án 12 năm tù giam. Riot ăn gạch vì video AI. Liên minh điện thoại ra mắt hơn một thập kỷ trong làng game quốc tế, nhưng với một số khu vực thì tựa game này chỉ cán mốc 10 năm ra mắt mà thôi. Điển hình như tại Mỹ Latin, liên minh điện thoại vừa đón lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt. Trùng hợp là lễ kỷ niệm này cũng rất gần với trận chung kết giải đấu quốc nội khu vực này, vậy nên Riot đã ra mắt một video ngắn, tức là cinematic, dành cho cả hai sự kiện nói trên. Còn nhớ hồi năm ngoái thì CEO là Niccolo Laurent đã mạnh miệng tuyên bố 2023 liên minh điện thoại sẽ có kinh phí hoạt động lớn nhất trong lịch sử. Nghe đây các bạn sẽ nghĩ, chà, cái video này rất được đầu tư đúng không? Kinh phí rất cao đúng không? Không.
Thay vì là những tưởng tượng đang chạy cho bộ não của bạn, thì đoạn phim ngắn này lại bị chỉ trích kịch liệt bởi cộng đồng liên minh thoại tại Mỹ Latin nói riêng và quốc tế nói chung. Nguyên nhân là vì Riot được cho là đã sử dụng AI để làm điểm nhấn trong phim ngắn đó. Bạn có thể thấy chúng khá dễ dàng. Thay vì thuê họa sĩ vẽ thì đơn vị hợp tác với Riot đơn giản là vứt hình ảnh quay AI rồi ghép lại thành một video. Còn việc chúng có đặt cái gì không thì không biết. Các bạn nhìn đi, các bạn nhìn đi. Tay chân thì què quặp, mặt mũi thì biến dạng, hay cosplayer thì bị vẽ thành nhân vật khác diễn ra liên tục trong đoạn clip chưa đến 2 phút này. Nếu mẹ tôi thấy tôi coi video này thì bà sẽ đánh tôi chết. Bởi vì cái thứ quái quỷ này không hề xứng đáng với 400.000 tiền mạng của má tôi. Riot, công ty thuộc sở hữu của Tencent, nắm trong tay một số game multiplayer phổ biến nhất thế giới, bao gồm Liên minh Huyền Thoại và Valorant. Nhưng việc phát triển nền tảng thể thao điện tử xung quanh những trò chơi này vẫn đang gặp nhiều vấn đề. Chúng tôi đang cố gắng tìm định vị, tìm cách làm mới giải đấu của mình. Rob Fernandez, giám đốc cấp cao eSports ở Mỹ cho biết, công ty không theo đuổi việc bán bản quyền phát sóng cho thể thao truyền thống. Thay vào đó, họ muốn tối ưu hóa thể thao điện tử của mình thông qua các vật phẩm trong game mà người hâm mộ có thể sử dụng được. Chúng sẽ được thiết kế theo chủ đề đồ yêu thích, người chơi hoặc là sự kiện cụ thể nào đấy, cũng như thông qua việc bán các loại vé kỹ thuật số để mà có quyền truy cập tốt hơn vào các cuộc thi. Một trong những thách thức của Liên minh Thoại, theo Fernandez, là sự phức tạp. Trò chơi này nhận được rất nhiều bản cập nhật trong hơn 10 năm, cộng với việc có hơn 100 nhân vật khiến việc học chơi nó trở nên khá là khoai. Còn Rito thì cũng gặp khó khăn để bán nhân phẩm trong game, theo chủ đề của các ngôi sao hoặc đội vô địch nào đấy, vì những món đồ như vậy có thể không tương thích với nhân vật mà một bộ phận game thủ muốn chơi. Khi người nổi tiếng chơi game. Giải vô địch Valorant 2023 vừa qua đã kết thúc với đội Evil Genius giành được chức vô địch. Cuộc thi tổ chức tại Los Angeles đã là một thành công cực kỳ lớn của Riot và thương hiệu Valorant, với những game thủ và người nổi tiếng từ khắp mọi nơi trên thế giới tham dự xem trực tiếp các trận đấu. Ben Affleck và Elon Musk đều có mặt trong đám đông. Đặc biệt thì chú hai người dơi này là fan hâm mộ cực kỳ cuồng nhiệt của trò chơi bắn súng nhà Riot. Trong lúc tham dự sự kiện, Affleck cùng con trai của mình đã gặp gỡ diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Jet, Shannon William. Và chú hai này thể hiện sự thất vọng vì việc Jet sẽ bị nớp trong bản cập nhật sắp tới, làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu cũng như lên highlight. Cụ thể thì chiêu thuận phong cho phép nhân vật này nhanh chóng lao về phía trước, bây giờ mất thời gian lâu hơn để kích hoạt và kết thúc nhanh hơn. Thời gian hiệu lực của tinh vân bùng lỗ cũng bị rút ngắn đi một chút. Tỷ lượng sử dụng phong thác cũng được giảm đi từ 2 xuống 1 và năng lượng của kỹ năng cuối bảo phi tiêu được tăng lên 1. Anh em đừng nhìn tôi, ông viết kịch bản dịch tên kỹ năng của người ta ra tiếng Việt á. Tiếp đó, người dơi tiếp tục flex về biết Valorant của mình. Anh là Man KO và Raze. Điều này tạo nên một sự tương phản khá đau đớn sau phản ứng mà chủ sở hữu Twitter Elon Musk nhận được. Trong đoạn video từ livestream giải đấu, khi việc nhà tỷ phú có mặt trong sân vận động được tiết lộ, đông đông phản đối với tiếng hò reo ầm ĩ và sau đó họ hô vang đưa Twitter trở lại đi, ít là cái quái gì. Tình vãn. Như một thói quen, người chơi Watender lại tiếp tục post tài liệu mật lên forum trò chơi này. Sự việc mới nhất liên quan tới chiếc Eurofighter Typhoon DA-7, chiếc máy bay thậm chí còn không góp mặt trong trò chơi. Tuy nhiên bằng cách quy bu nào đấy, người chơi game này vẫn cứ post nó lên. Cụ thể thì một user đã post hẳn sách hướng dẫn sử dụng dài tận 730 trang lên diễn đàn này, với lời nhắn gửi các dev của Genji là hãy đưa nó vào game giùm tôi. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không đưa nó vào game, nhưng chúng tôi sẽ đưa anh vào tù. EA và Tencent cho biết họ sẽ hợp tác để phát triển một game Command & Conquer, Việt Nam hay gọi là Chiến tranh Thế giới, dành cho hệ máy di động với tên gọi là Command & Conquer Legion. Nó sẽ được phát hành trong năm nay. Vẫn còn đang kiện cáo với Krafton, nhưng studio Iron Maze đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Krafton, chủ sở hữu thương hiệu PUBG, để đưa đứa con đầu lòng là Duck & Ducker lên di động. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60, Kojima cho biết rằng ông vẫn chưa nghĩ đến việc nghỉ hưu và sẽ tiếp tục làm việc đến hết đời. Cộng một respect cho chú hai. Michael Ansel, phó chủ tịch phụ trách biên kịch của Rockstar, được cho đã rời khỏi công ty. Điều này cho thấy rằng phần kịch bản của GTA 6 khả năng cao đã được hoàn thành. Immortal Aveum, game AAA mới nhất của EA trên các hệ máy PC, PS5, Xbox Series X đã lãnh trọn hậu quả khi dám ra mắt kẹp giữa Baldur's Gate 3 và Starfield. Nó có lượng người chơi cùng lúc cao nhất là 700 và nhanh chóng tụt xuống khoảng 100 ở thời điểm hiện tại. Đây là từ game debut của Ascendant Studio, khá tương tự với tình cảnh của Forspoken, nhà Square Enix. Phần mềm kiểm soát bản quyền Devolver chính thức cập bến Switch, hứa hẹn sẽ chặn hoàn toàn khả năng bẻ khóa hay là chơi giả lập cái tự game trên máy của Nintendo. Rồi xong luôn. Call of Duty sẽ bắt đầu sử dụng AI có tên là ThoughtMod để lắng nghe voice chat giữa người chơi và ban cái thành phần toxic ngay trong ván đấu. Cho nên ngay từ bây giờ, các bạn hãy học cách nói lời yêu thương với thằng bạn của mình. Bởi vì con AI này không hiểu con chó này là lời thể hiện tình cảm giữa hai người bạn thân đâu nhá. Volition Game, studio đứng sau series Shenrou, tuyên bố đóng cửa từ ngày 30 tháng 8 vừa qua, kết thúc 30 năm hoạt động trong ngành game. Sau thất bại của Agent of Mayhem 2017, Shenrou Debut 2022, họ bị công ty mẹ là Embracer Group chuyển quyền sang cho Gearbox và cuối cùng là nghỉ hẳn như trên.
Valve cho biết mình đã ban 90.000 tài khoản smurf trong Dota, cũng như kết nối nó với tài khoản gốc, có nghĩa là nếu tái phạm thì người chơi có thể bay luôn ạc chính, anh em nhá. Lenovo vừa tung ra thiết bị chơi game cầm tay của mình mang tên Legion Go. Chiếc máy này có giá khoảng 700 đô, tức là bằng với Asus ROG Ally, cũng chạy hệ điều hành Windows, độ phân giải 2560x1600, 16GB. Điều thú vị nhất có lẽ là hai tay cầm này có thể tháo rời khỏi màn hình và xếp dọc để thay cho con chuột nếu bạn muốn chơi game bắn súng. YouTuber Zero Lenny phá đảo từ game Armored Core 6 chỉ bằng những cú đấm. Ý tôi là không phải đấm vào tay cầm bàn phím, mà là điều khiển con robot trong game không dùng vũ khí, chỉ đấm tay mà thôi. Và vừa rồi là tất cả những gì tôi mang đến cho bạn tuần vừa qua. Nếu thấy video này hay và đầy đủ thông tin, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Hay để không bỏ lỡ bất kỳ số video nào tiếp theo. Cảm ơn em Hiếu, Long Cung Minh Soko, Genkiles Fazen, Lu, Runan Gaming, Đoàn Phúc Thịnh, Good 9010 đã tham gia Random Master Game Cực Hay. Tôi là Hứa Nhân Minh, xin chào và hẹn gặp lại.